Chúng ta bắt đầu đúng không ạ? Bắt đầu chúng ta get start này. Đấy, một cả vào trong cái post-up panning. Đấy thì bây giờ chúng ta lại check out từ cái step 0. Chúng ta học sẽ có từng step, step 1 ở đây, nó có sẽ có 14 bài. Đấy hôm nay ta học bắt đầu bài số 0 này. Chúng ta cũng copy cái này. Các bạn để tắt cái trình duyệt chúng ta cần Ctrl C này, Ctrl C nó sẽ dừng lại cái HTTP server nó sẽ stop lại. Đây, git check out trừ f step 0 đúng không ạ? Thì nó sẽ xóa bớt những cái folder ở trong này đi, nó trở về step 0. Đó. Sau đó các bạn cũng ấn npm index tổ. Đó, nó sẽ tải các cái thư viện cần thiết cho cái bước này, cái step này. Đây. Đó, sau các bạn chạy này thì sau đó các bạn run lên. Run thì nó sẽ chạy ở cái port này. Mình run bằng cái npm start. Đó. Giống như bạn bữa trước chúng ta npm start. Đấy thì nó sẽ chạy chúng ta cộng 8000. Đó. Là thì nhiều. Đó. đã run work này đúng không? Tiếp theo. Sau khi nó chạy thì chúng ta bổ sung. Đây. Đây là cái HTML nó sẽ hiển thị là nothing here yet đúng không? Nó chính là cái này. Chúng ta có thể mở ra xem. Index up này. Index đúng không ạ? Đây, đúng là cái cấu trúc giống như trên file này đúng không ạ? Đây. Leave Angola này, à, đúng không? Thì đây nó giải thích là tại sao code nó chạy đúng không? Code chạy với cái gì? Thứ nhất là nó cần phải cái attribute là HTML NGApp đây. Chính là cái chỗ này của chúng ta. Đây, NGApp. Đấy, để nó nhận này. Tiếp theo thì phải nhúng cái script Angular này. Đó, Angular đây. Đó. Đây là binding exception. Thì Angular thì nó sẽ cái code chúng ta sẽ viết ở trong cái hai cái ngoặc mở và ngoặc đóng như này.